Chào mừng các bạn đến với kênh Tóc Xoa Hoa. Và Tóc Xoa Hoa tin rằng trong bản tin ngày hôm nay, các bạn sẽ được cập nhật thêm nhiều thông tin mới, nóng hổi và bổ ích. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với những thông tin mới có trong ngày hôm nay. Nhắc tới tân nương trong phim cổ trang Hoa ngữ thì người ta sẽ nghĩ ngay đến bộ trang phục màu đỏ rực rỡ và những chiếc mũ phượng cầu kỳ mang đúng tinh thần ngày cưới là ngày đại hỷ. Trong thực tế thì trang phục trong phim truyền hình ngày càng phong phú màu mè, các nhà làm phim đã không còn bó buộc trong quan niệm tân nương phải mặc váy đỏ. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua 5 màu sắc chủ đạo được các nhà làm phim Trung Quốc dùng để làm trang phục tân nương. Ai nói màu đen không thể mặc trong ngày cưới thì hãy chiêm ngưỡng những tân nương mặc hỷ phục đen dưới đây. Sương Mịch, Mã Thư Thuần, Lưu Đào, Địch Lệ Nhật Ba, Hoàng Mộng Oánh, Tôn Di, Dương Tử đều xinh đẹp quyền lực khi khoác lên mình hỷ phục đen huyền bí. Tùy vào cốt truyện bối cảnh mà nhà sản xuất sẽ chọn trang phục tân nương là màu đen đặc biệt như thế này vì nó là màu sắc bị kiêng kỵ trong đám cưới nên càng đặc biệt khi xuất hiện trên màn ảnh. Trong phim cổ trang Hoa ngữ thì màu trắng thường biểu hiện cho hai sắc thái, hoặc là tang thương hoặc là trắng trong thoát tục. Chính vì lẽ này mà màu trắng không được dùng để may hỷ phục. Nhưng những năm gần đây phim cổ trang như ngựa thoát gương cả về kịch bản lẫn tạo hình, có rất nhiều tân nương mặc hỷ phục trắng trên truyền hình. Trương Quân Ninh, Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Dương Mịch, Trần Kiều Ân, Lý Thấm đều đẹp thần thánh trong tạo hình này. Áo cưới màu trắng, màu đen đã hiếm nhưng màu xanh lục còn khan hơn. Khi ngắm nhìn các tân nương xinh đẹp như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Cô Lực Na Chát, Angelababy, Ngây Ni, cộng đồng mạng đều tấm tắc khen rằng đây có lẽ là màu áo tân nương đẹp nhất. Ngoài ra thì khán giả còn nhiều lần thấy các tân nương phim Hoa ngữ mặc hỷ phục màu lam. Thực tế thì trang phục màu lam trong phim không thiếu nhưng hỷ phục lại cực kỳ hiếm hoi. Màu sắc độc đáo sang trọng này thực sự bắt mắt và tô lên vẻ đẹp của cô dâu. Những màu hỷ phục kể trên ghi điểm nhờ sự phá cách mới lạ, nhưng màu đỏ truyền thống lúc nào cũng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Chỉ cần khoác lên mình bộ hỷ phục màu đỏ thì nhân vật nữ ngay lập tức trở nên xinh đẹp và nổi bật. Hơn nữa thì màu đỏ lúc nào cũng thể hiện rõ nhất tinh thần của một đám cưới. Và trong dàn tân nương mặc các hỷ phục trên thì bạn ấn tượng với tân nương nào nhất? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới comment cho chúng mình được biết nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tóc Xoa Hoa. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những tin tức mới nhất của nhóm. Và bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!